Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc về quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út dự. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương thảo luận thống nhất ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì, phải gương mẫu tự giác làm trước. Căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Sau hội nghị này, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh nghị quyết Trung ương 4 và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải có tinh thần tự giác, nêu gương, nghiêm túc phê bình và tự phê bình, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.